con đâu con đi. Yes, yes, someone asked me something. Cái gì đấy? Someone asked me something. Đừng nói này. Đó các tiếng đâu đang bật. Hello guys, hello guys. Yes, hello everybody. This is the home. Look at you guys can see my screen, right? You guys can see my screen, right? This is the homework, remember? I can see that some of you have done the homework excellently. Well done. Good job, everyone. Okay, let me start the class tonight. Lần đầu tiên con học mấy cái cô học lần đầu tiên là sao với cô này. Ừ. Ôi, rồi thứ okay. Hai là cô học. Thế nào? Cô này là cô gì thì cô khác. Okay, so this is the homework. You guys remember? This is the homework. Uh-huh. And well done. Congratulations, Hoàng Giang. You did really good job, right? You have the highest score. Hoàng Giang, you have the highest score. You have 4 times. Nhưng mà cái này, cô nghĩ cái điểm này nó không phải là điểm tổng đúng không? Nó chỉ là lần nào con chơi tốt nhất thì cái điểm nó hiện lên đúng không? Good job, Hoàng Giang. Good job. You have all correct answers along with Phúc Nguyên nè. Ah, okay. And then Mai Trang nè. You did excellently. Good job, guys. Nếu mà tính về độ chính xác thì đây là 3 bạn làm bài hoàn toàn chính xác hết nè. Uh-huh. Good job. Well done. So, today I will let you guys try this one more time. I would let you guys play this one more time, okay? Before we do the other exercises, let's do this one again, okay? I can see that some of you guys didn't have all correct answers a lot, huh? So now let's do this one with me. It's really easy. It's not that hard, uh-huh. Nếu mà bạn nào hôm trước có học trong lớp và được cô sửa từng câu một ở cái bài lần trước á, thì các bạn sẽ thấy là bài này thực ra nó không khó đâu, nó cũng là nhào nặn lại từ những cái bài trước thôi, okay? Now, let's do this one more time. Khi mà các bạn làm được cái bài này rồi thì các bạn sẽ phân biệt, tụi con sẽ phân biệt được những cái từ ví dụ như là watch nè, see nè, look nè, taste nè, những cái từ đấy rất là đơn giản luôn. Ở đây là cô sử dụng những cái câu ở dạng gọi là câu gọi là conversation đó. Ở dạng viết ở dạng gọi là trao đổi nói chuyện giữa hai người, okay? Đó thì các bạn sẽ thấy là nó rất là đơn giản thôi, không có khó đâu. Những cái câu nào mà các bạn làm sai nhiều thì cô sẽ hướng dẫn lại cho tụi con. Okay. Now we're gonna do this one right now. We're gonna do this one right now. Wait. Okay, let's do this one. Then we're gonna correct some of the questions. Okay. Những cái này thì nó cũng giống những cái câu trước cho nên là cũng dễ thôi. Cô sẽ đi qua nhanh lại những cái câu mà các bạn bị sai nhiều. Sau đấy thì cô sẽ sửa bài cho tụi con những cái câu đấy. Okay guys, wait for the link. Okay, I think there's a problem with my internet today. It's kind of a little bit slow. Có thể là lát nữa mọi người sẽ thấy đôi khi cô sẽ bị out ra. Hoặc là bên cô không nghe các bạn nói. Hoặc là bên cô sẽ có vấn đề gì đó về mạng. Bởi vì hôm nay là cô thấy cái mạng của cô nó hơi bị lắc một xíu nè. At first you were in top 3, right, Dũng? At first you were in top 3, huh? Hồi đầu cô nhớ là Dũng gửi cho cô đáp án là Dũng được top 3 này, đúng không? Okay, guys, I already sent you guys the link. Can you guys see it? Yes, okay, good job, everyone. Well done. Good job, guys. Good job. You guys click the link, okay? Click the link to play this one. Okay, good job, guys. Good job, everyone. Okay, let's wait for some more friends, okay? Let's wait for some more friends.
Ở đây thì những cái câu này chủ yếu là các bạn để ý cho cô này. Đầu tiên là mình dùng từ nào sẽ thích hợp trong cái tình huống đó. Tiếp theo là từ đấy các con coi thử chủ ngữ của mình là gì. Ví dụ nếu là it hay là she, he thì sẽ phải chia động từ như thế nào. Ở thì hiện tại đơn mình đã từng học rất là kỹ về hiện tại đơn này, tụi con nhớ không? Hay là mình sẽ có ví dụ như là nếu mà chủ ngữ là you hay là số nhiều thì tụi con sẽ có chia động từ hay không. Đó, các bạn nhớ để ý cho cô những cái đấy. Chủ yếu là mình sẽ phải dùng đúng từ, đúng từ, và mình sẽ phải làm gì nữa, dùng đúng từ và chia đúng thì. Chủ yếu là nó chỉ có như vậy thôi. Sẽ có hai cái mà dễ bị lừa nhất là những cái từ tụi con có dùng đúng cái chưa, hay là tụi con đã dùng đúng, chia đúng cái thì đó chưa. Okay. 41 players already. Let's wait for some more. Okay. Nếu mà lát nữa khi mà tụi con chơi á, bạn nào mà có gặp vấn đề gì về mạng hoặc là tụi con bị out ra hay là như thế nào đó thì các bạn có thể bấm vào cái link chơi lại cũng được, không sao hết. Ok. Nhưng mà đương nhiên mình chơi sau thì cái thời gian mình sẽ ít hơn một xíu. À. Ok, let's wait for one more minute. Ok guys, one more minute. Then we're gonna start the game. Wait for one more minute for your friends to join the room. 49 students already. Okay, there are still some more, right? Okay, 51. Thầy vừa mới gửi link nhưng mà các bạn nào đã vào rồi thì tụi con không cần vào lại nha. Link đấy để dành cho những bạn nào mà mình vào sau á, các bạn chưa thấy cái link á, nên thì các bạn sẽ vào lại. Còn bạn nào đã vào trong phòng rồi thì không cần, các bạn cần đợi thôi, mình đợi các bạn lên một xíu. Okay. Wait for your friends. Uh-huh. Mình đợi các bạn một xíu thôi. Okay. I will start the game at 8:10, okay guys? I will start the game at 8:10. Fifty-seven students are in the room right now. What about the others? There are about 68 students, right? 68 students in our room, in our class today. What about the other 10? Where are you guys, the other 10? Nếu mà bạn nào mà không vào được do mạng hay gì đấy thì các bạn có thể reset lại mạng của mình. Uh-huh. Bởi vì lúc đầu Dũng chơi sớm cho nên là các bạn khác chưa chơi, có thể là các bạn khác điểm cao hơn nữa. Ok, good job to Phương. Ok, wait for your friends, okay? What's wrong Bảo Ngọc, what's wrong? What's wrong? Bởi vì Dũng thấy này có nhiều bạn là bạn làm đúng hết nữa đúng không? À, cho nên là bạn làm đúng hết nên điểm của bạn rất là cao đúng không? Oh, wait, we haven't played, okay? Trang, con chưa chơi cái này bao giờ đúng không? Thì nói chung là lát nữa khi nào mà cô start á, khi nào mà cô bắt đầu trò chơi á, thì con nhớ là mình sẽ chơi ở bên cái link mà con đã vào cái phòng, không có chơi ở màn hình của cô nha. Các bạn nhớ là không chơi ở cái màn hình mình đang học nha. Mình chơi ở chỗ cái link mà các bạn bấm vào á. Đó, các bạn sẽ quay lại cái bên đấy các bạn chơi. À, các con cứ việc trả lời câu hỏi và mình chọn đáp án thôi. Nó đây là quiz mà, quiz thì thường là sẽ chọn A, B, C, D đó. Tí nữa thì khi mà tụi con thấy bắt đầu game là các bạn sẽ hiểu ngay. Nói chung là nó sẽ có câu hỏi, sau đấy thì sẽ có đáp án, thì tụi con cứ việc chọn đáp án thôi. À, what's wrong Hoàng Giang? I can see you in the room. Ủa, cô thấy Hoàng Giang ở đây mà. I can see your name here, what's wrong? À, Việt Phương, do you have the link yet? Việt Phương có link chưa? Do you have the link yet? Okay, I will send you guys the link again, okay? Phương mới vào lại chắc là không thấy cái tin nhắn trước đâu đúng không? Đây, bạn nào mà mình không vào được, mình vào lại cái link này cho cô nha. Bạn nào đã vào phòng rồi thì tụi con đợi bạn, không cần phải vào lại nha. Mình chơi một bên thôi là được, không cần phải vào hai ba cái, okay? Cô vừa mới gửi link đó, bạn nào mà mình chưa vào thì tụi con vào nha. Vì Phương thấy cái link cô gửi chưa? You see the link? Good job, Phúc Nguyên. Yeah, you know how to play this game. We have played this one.
a lot of times, right? Nếu mà bạn nào mà học với cô từ đầu thì đã chơi rất là nhiều lần rồi đúng không? Okay, good job, Han. Ah, you know how to go up. You know how to join the game with your phone. Really good. Okay. Good job. Okay, I can see you right now. Before. Okay, guys, I will start the game now, okay? I will start the game in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, what's wrong? Wait. There's one friend. Han Yui, what's wrong? What's wrong with that? Wait. Có một bạn vào ngoài không được. Có thể là do mạng của mình. Tại bây giờ cô gửi lại cái link cuối cùng. Đối với cái này thì khi mà game đã bắt đầu rồi, tụi con vẫn có thể vào được nha. Cho nên là bây giờ cô gửi lại cái link một lần nữa và sau đấy cô sẽ bắt đầu game luôn. Vì những bạn nào đã ở trong room rồi thì mình sẽ chơi trước. Ok. Bạn nào mà mình chưa vào thì mình có thể vào sau. Bạn nào mà mình chưa vào được thì tụi con có thể vào sau. Ok, còn bây giờ thì cô sẽ gửi link gần cuối và cho các bạn vào chơi luôn. Ok, now let's start the game everybody. Let's start the game. Còn lại. Oh, and Dũng too, Dũng nữa. And then we got Phúc Nguyên. Good job, guys. Maxson, you're done with the game too. Mm-hmm. Trung Kiên too. Some of your friends have already finished the game. Nguyên too. Wow, Nguyên, you have a lot of incorrect answers. Okay, I will answer the questions for you guys, okay? Cô thấy là ở đây các bạn đã làm bài tập rồi, nhưng mà có nhiều bạn làm chưa đúng nhiều nè. Tí nữa cô sẽ đi qua các câu này lại, okay? Chắc là hôm nay là mình sẽ chuẩn bị, mình sẽ tập trung sửa bài này nhiều nè, sẽ tốn khá nhiều thời gian cho cái bài này nè. Sau đấy thì cô sẽ cho các bạn làm thêm một số bài tập khác nữa. À, hôm nay thì mình chắc là mình sẽ không có học cái gì mới mà mình chỉ tập trung sửa bài và làm bài tập. Wow, a lot of you guys have finished the game. Okay, I will let you guys play for 2 more minutes, okay? 2 more minutes for the other friends. Some of you haven't played the games, Có nhiều bạn bị out ra hoặc là vào trễ nên là tụi con chưa có được chơi game hôm nay đúng không? Mm-hmm.
cô chỉ cho các bạn chơi thêm tầm một vài phút nữa thôi, cho nên là bạn nào mà mới vào mà tụi con có thể muốn chơi thì tụi con hãy vào nhìn thật là nhanh và chơi thật là lẹ nha. Ok, bởi vì game mình sẽ kết thúc trong khoảng 2 phút nữa thôi. Only 2 more minutes, ok? Bạn nào mà mình vẫn chưa chơi thì có thể bấm vào cái link cô gửi và chơi lại một lần nữa. Ok, only 2 more minutes. Các bạn chỉ, bởi vì mình vào sau thành ra mình chỉ có 2 phút để hoàn thành game thôi. Try your best, ok guys? Only 2 minutes more. 2 more minutes for everyone. Most of you have finished the game. Đa phần là các bạn đã xong game rồi đó. Các bạn đợi, các bạn mình thêm một xíu nữa nha. Wait for your friends a little bit more. Nếu mà bạn nào muốn nhìn thấy thứ hạng của mình hiện tại thì các bạn có thể vào cái chỗ mình học nè, cái link ở bên cô nè, cái chỗ bên cô màn hình của cô nè, là các bạn sẽ nhìn thấy thứ hạng của mình đó. Ok. Homework too. You're also top one for the homework. Good job. You have all correct answers. Well done. Vậy là hàng rang là bạn biết cách để phân biệt những cái từ đấy rồi đó. Phúc Linh, good job. This time you have all correct answers too. Good job, everyone. Mai Trang too. Good job. I think you have one incorrect answer. Maybe one or two. This one. Maybe one or two. Okay, guys, the last 30 seconds, I will end the game, okay? Các bạn nào mình đang làm thì mình cố lên, cô chỉ cho các bạn thêm 30 giây nữa thôi nhé. Đa phần là các bạn mình đã làm xong rồi nè. There are 64 friends have finished the game. Có 64 bạn đã làm xong rồi đó. Okay, guys, I will end the game here. Wait for me. Okay, if you guys haven't seen the results, please come back to the screen, to my screen. You guys can see the result right here on the screen. First place belongs to Hoàng Giang. Well done, you have all correct answers. And Phúc Nguyên too. Tuy Phúc Nguyên và Giang đều có câu trả lời chính xác hết, nhưng mà chắc là điểm nó sẽ tùy thuộc vào cái độ nhanh chậm của mình nữa. Độ nhanh, độ chậm của mình nữa. Cho nên là cái chắn là Hoàng Giang đã nhanh hơn một xíu, đúng không? Cho nên là bạn đã được điểm cao hơn. Mặc dù là hai bạn đều làm đúng hết. And Ngọc Khuê, even though you were late, right? But you have all correct, but you're in third place. Well done. Tuy là cô nhớ là Khuê là hình như vào trễ này đúng không? Nhưng mà Khuê đã được rất là xuất sắc, được hạng 3 này. Good job. Well done, guys. Well done. Some of you, but there are some of you haven't have the correct answers. So let's go through this one again. Đây, bây giờ cô đi sơ qua thôi. Những cái bài này là cô đã từng sửa cho các bạn rất là nhiều rồi đúng không? Bây giờ cô đi sơ qua một xíu nữa nè. Okay, for this one, bởi vì cái này là hiện đáp án rồi nên cô sẽ nói luôn nha. Yes, of course. Có nghĩa là ok, dĩ nhiên rồi. Thì ở đây không ai nói là tôi có thể ngửi cái bánh pizza đấy được không hết. Mình sẽ không bao giờ mình xin để ngửi cái đó được, đúng không? Ở đây mình sẽ xin để gì? Để taste, để nếm. Mà như cô đã từng nói là có can thì mình sẽ không có chi động từ ở đây. Giống như là khi mà con nói là con có thể nếm được cái đấy, I can taste, thì mình cũng sẽ không có chi động từ. Sau modal verb, sau chữ can thì mình sẽ không chi động từ gì hết. Tụi con nhớ nha. Cho nên ở đây mình sẽ dùng cho cô là taste, ok? Now this one. This one. What is it? Who can help me with this one? Okay, let me invite one friend, okay? Kelly, can you help me with this one, Kelly? You read the question and also the answer, okay? What are
Can you read the question and the answer for me, Kelly? Yes. What are you doing, Dan? I listen to music. I listen. Okay, now that is not the correct answer, actually, Kelly. Okay, Kelly, để cho cô là listen là mình dùng đúng từ rồi nè. Nhưng mà ở đây người ta hỏi là what are you doing, Dan? Bạn đang làm gì vậy? À, như vậy đây là người ta đang hỏi một cái việc đang xảy ra trong thời điểm hiện tại. Hiện tại bạn đang làm cái gì vậy? Cho nên ở đây con sẽ không chọn là listen mà đáp án của mình sẽ là I am listening. Mình phải chia ở cho cô, chia từ động từ ở thì hiện tại tiếp diễn. Hiện tại tiếp diễn là miêu tả một cái việc mà đang diễn ra trong lúc hiện tại luôn. Ví dụ chúng ta này, we are playing games, we are playing quiz, we are learning English. Chúng ta đang học tiếng Anh, chúng ta đang chơi game, đúng không? Thì ở đây cũng vậy. What are you doing, Dan? Bạn đang làm gì vậy, Dan? I am listening. Tôi đang nghe nhạc. Thì ở đây chọn listen là đúng nè. Chọn từ listen là chính xác nè. Nhưng mà mình phải chia thì cho cô nữa. Thì mình phải chọn là I am listening. Okay? Good job, guys. Good job. Okay. Can you help me, Hoàng Giang, with this one? Help me with this one. Can you hear that? It sounds like lightning. Yeah, what is lightning in Vietnamese, Giang? Can you tell your friends? What is lightning? Lightning là chớp. Yeah, yeah, good job, good job. Well done. Đúng rồi, sấm chớp rồi đó mọi người. Lightning. Can you hear that? Bạn có nghe thấy gì không? Bạn có nghe thấy gì không? It sounds like, nó nghe như là tiếng sấm chớp vậy đó. It sounds like, ở đây mình sẽ dùng sounds like chứ không dùng sounds, bởi vì nó là danh từ, nghe như là tiếng sấm chớp chứ không phải là nghe như là một cái gì đó, ví dụ nghe hay, nghe như thế nào đó, nó không phải là tính từ, nó là danh từ, cho nên các bạn dùng là sounds like. Okay. About this one, what about this one, Ngọc Khuê, what is the answer, what is the answer for this one? Watching. Yeah, watching. Good job. Well done, Khuê. Đúng rồi. Bởi vì sau love, cho nên các bạn phải chọn cho cô là watching. Sau những cái từ như là enjoy, love, like, hate, thích rồi cái gì đó, những cái từ đấy tụi con đều thêm in vào trong cái động từ cho cô. Thì mình sẽ có là I love watching Frozen. Good job. What about this one, Dũng? Can you help me? What is the answer for this question? I smell like. It smells like. Okay, which one? Which one? A or B? A or B? B. B, this one. Okay, is it smell like? It's not smell like here. It's here. Why, Dũng? Bởi vì this is it. Chủ ngữ của nó là it, cho nên là Dũng nhớ cho cô là trong hiện tại đơn con phải chia động từ. Chia động từ là con phải thêm s hoặc es, đúng không? Thì ở đây từ smell mình phải thêm s cho cô, Dũng nhớ nha. Đó, lúc đầu là cô có nói là tụi con phải chú ý cho cô, thì mình chủ yếu là mình chọn từ đúng. Ngoài ra thì mình phải chia được động từ nữa. Thì ở đây chủ ngữ là it, nó nghe mùi như là mùi cá vậy đó. What is that smell? Mùi gì vậy? What is that smell? Mùi gì vậy? Nó nghe như là mùi cá vậy đó. Cái mùi của nó như là mùi cá vậy đó. Fish. Fish là danh từ, cho nên các bạn phải dùng là smells like. Ok. Và ngoài ra thì tụi con phải chia động từ. Đó, chỉ có như vậy thôi. Những cái bài của mình nó chỉ xuyên suốt như thế này thôi. What about this one? Huyền Anh, can you help me? Can you help me with this? Mom, what are you cooking? Mm-hmm. It smells so good. Is it curry? It is it? Again, like... this is the question. Đây là câu hỏi nè. Thì mình không phải là it is mà là is it curry? Is it curry? Again, is it curry? Đúng rồi. It smells like curry. Yeah. Yes. Dear. It's like curry. Good job. Do you know curry in Vietnamese? What is curry in Vietnamese, Huyền Anh? What is curry? Có biết curry là món gì ở tiếng Việt của mình gọi là món gì không? You know this dish? Thì anh đã ăn cà ri bao giờ chưa? Rồi ạ. Đây là món cà... đúng rồi, curry thì tiếng Việt của mình gọi là món cà ri đó. Ok, thank you Huyền Anh so much. Congratulations, you have correct answer. Đầu tiên là so good, nó là tính từ đúng không? Cái mùi gì mà thơm quá vậy? It smells so good. Is it curry? Có phải là cà ri không? It smells like curry. Cái mùi nó rất là giống mùi cà ri đó. Thì mẹ mới trả lời là
Yes, dear, đúng rồi con. Đó chính là cà ri Thái đó. Đúng rồi, good job. Well done, everyone. Well done. Now, the next one. Okay, this one is easy, right? Yulin, can you help me with this? What is the answer for this question? It's fine. Yeah, good, good job. There are five senses, right? Well done, five senses. Mai Jang, can you name those senses for me? What are the five senses? What are the names of the five senses? It's fine. Oh, you don't say it's, you say there, they are, because you have to name five senses, right? Mai Jang kể ra năm cái. Đúng rồi, they are what? Đó là những gì, Mai Jang? They are sight. Sight, yes. Mouth. Mouth, good. Hear. Hear, or you say hearing. Thường là hear, mình sẽ gọi là hearing, okay, Jang? Hearing. Hearing. What else? Còn gì nữa? Yeah. Two more. Touch. Touch, good job. And the last one, what do you have? And taste. Taste, yeah, okay, good job, Mai Trang. Well done, it's taste. Good job, so five senses, huh? Easy, right? Now, what about this one? Phương Anh, tell me, what is the answer for this one? Mình có sight, thì câu nào ở đây sẽ là câu chính xác nhỉ? We use our eyes to see things. Yeah, okay, good job, Phương Anh. Yeah, we use our eyes. Chúng ta dùng mắt của mình để thấy mọi thứ. Không thể nào mà mình dùng sight thì không thể nào mà dùng tai để nghe được. Cũng như không thể dùng mũi để ngửi hay là dùng lưỡi để nếm được. Bởi vì đây là sight. Okay, good job, well done, well done. Now the next up. Okay, now this one. Khánh Linh, please, can you help me with touch? Touch. Touch. Để nói về cái sense này thì con có câu nào đúng nhỉ? Khánh Linh, one. We use our hands to feel things. Okay, feel things. Feel. Yes, good things. Job, well done. Yeah, good job, Khánh Linh. Thank you so much. Feel things. Con dùng tay để mà mình cảm giác. Feel là con cảm giác cái gì đó, là con dùng tay để cảm giác được mọi thứ xung quanh á. Okay, good job, well done. Now the next up, I want to invite Quốc Trung, please. Can you help me? Quốc Trung, help me with this one. Yes. The dog is black. I use my eyes to see the color. To see the color. Okay, Quốc Trung, good job. To see, đúng rồi. Mình sẽ có, như cô có nói là look thì phải đi với một cái giới từ gì đó, mọi người nhớ không? Mà cũng không thể nói là watch cái color đó được. Cũng không thể là touch được, bởi vì dùng mắt mà, đúng không mọi người? Thì mình có see để thấy được cái màu đó. Để thấy được cái màu đó. Okay, good job, Quốc Trung, well done. Next one, Hải Đăng, can you help me with this question, please? Help me with this one, please. I can smell the garbage. Yeah, smell. No one say taste, right? Yes, good job, Hải Đăng. Thank you guys so much. Yeah, taste, not taste. Who tastes garbage? No, we cannot taste garbage, everyone. Garbage là gì mọi người nhớ không? Take out the trash, take out the garbage đó. Mình có taste là nếm nè, mình không thể nào nói là nếm cái rác được, đúng không mọi người? Mình phải nói là smell, I can smell the garbage. Thực ra ở đây là cô bị viết nhầm, đáng lẽ là đây là cô viết ở dạng câu hỏi á, thì cô phải viết là can I? Ở đây, cho nên là mình sẽ viết ở dạng câu hỏi, chứ ở đây là cô bị viết nhầm đó. Smell, yes, smell. Không thể nào nghe cái rác được. Mình không có nghe cái rác mà mình chỉ có gì là ngửi được cái mùi của mùi rác đó. Thì mình có chữ smell, okay. Good job guys, good job. Thì ở đây các con phải xét về nghĩa nữa. Mình chọn cái câu này mình phải xét về nghĩa cho cô nữa. Okay, now Thủy, Xuân Thủy, please help me with this one. What sense is he using? Cái người này đang dùng cái sense nào, Thủy? It's smell. Smell, yes, well done, Thủy. Good job, it's smell. Good job, it's smell, guys. Very delicious, you can see the smell. Ở đây người ta có hai vẻ khói nè, vẻ cái hành động là đang ngửi nè. Đó, thì mình có smell. Và các bạn nhớ, câu này có một câu là cô nhớ lại bài tập về nhà, các bạn sai rất là nhiều. Bởi vì ở đây người ta hỏi mình là what sense, là cái sense nào, thì tụi con phải nêu đúng được cái tên của cái sense đấy luôn, chứ không phải là cái hành động. Thì tí nữa có cái câu đấy để xem là lần này các bạn có làm đúng được không nha. Okay, good job, Thủy. Thank you so much. Now for this one,
Bảo Ngọc, please, Bảo Ngọc. Which sense is she using? See. Okay, are you sure? We are talking about the sense. Mình đang nói về cái gì? Cái sense là cái sense. À, đúng rồi, mình đang nói về cái giác quan nên là con phải chọn được cái tên của cái giác quan đấy, đúng không? Yeah, you have sight. Yeah, you can see. A lot of you guys use see. See is the action. See is the action. See, see something. Uh-huh. Đây là hành động. See là từ, là động từ, một từ chỉ hành động. Còn ở đây cô đang hỏi là cái sense nào, cái giác quan nào mà cái cô gái này đang dùng á. Thì ở đây con phải chọn cho cô là sight. Giác quan ở đây nó có tên là sight. À, ok, các bạn nhớ nha. Ở đây là mình có giác quan là sight. Đó, thì đây là tên của giác quan. Thì các bạn phải chọn đúng cho cô là sight. Chứ không phải là mình chọn cái chữ see. Ok, đó, đây là cái câu mà các bạn sai rất là nhiều. Còn một câu nữa, không biết là hôm nay các bạn có làm đúng nhiều không? Hay là các bạn làm sai nhiều? Để cô xem thử nè. Let me see. Okay, what about this one? Lan Hương, please, can you help me? Can you help me? Which sense is she using? Which sense is she using? Taste. Okay, good job, Lan Hương. Yes, she's using taste. Đúng rồi, cô ấy dùng cái taste. À, dùng cái sense đấy tên là taste. Đúng rồi, good job, well done. Dùng cái sense tên là taste. Uh-huh. Good job. Now the last one, the last one. Oh, is it the last one? Hình như cô nhớ là không nhớ là có bao nhiêu câu ở đây. Is it the last one? I don't know. Let's see. Banan, please, can you help me with this one? Which sense is he using? Touch. Touch, good job. So the name of the sense is touch. Well done, we have touch, đúng rồi. Feel là cái hành động, anh ấy feel, anh ấy cảm nhận cái đấy. Nhưng mà nó không phải là tên của cái sense, cho nên là con phải chọn touch. Okay, good job. Still one more, right? Okay, what about this one? Tuấn Cường, can you help me with this one? Can you help me with this one? Tuấn Cường, can you help me? Which sense are they using? Hearing. Here, this one, listen, right? To music. Okay, you choose listen to music. Okay, now let's see the answer. Is it listen to music? No, it's not good. Why? Oh. Câu hỏi ở đây là gì? Câu hỏi ở đây là which sense? À, đang dùng giác quan nào? Mình đâu có cái giác quan nào tên là nghe nhạc, đúng không Cường? Đâu có cái giác quan nào nó tên là nghe nhạc, đúng không? Con người chỉ có 5 giác quan thôi. Đó, mà mình đâu có cái giác quan nào tên là nghe nhạc. Đó, cho nên là ở đây các bạn bị sai nhiều bởi vì các bạn chọn cái từ, đúng không? Liên quan đến cái hình. Mà thật ra là không phải. Ở đây là cô hỏi, khi nào cô hỏi là what are they doing? Ví dụ như vậy thì cô mình có thể trả lời they are listening to music. Okay? Nhưng mà ở đây cô lại hỏi là which sense? Họ đang dùng cái giác quan nào? Thì giác quan ở đây chính là hearing, là nghe nè, là giác quan nghe nè. Ở đây là cái câu mà cô muốn nói là các bạn bị sai nhiều nè, là cái câu này các bạn sai rất là nhiều, đúng không? Bởi vì tụi con chọn là listen to music. À, đây là hành động, từ chỉ hành động chứ nó không phải là cái sense, nó không phải là sense. Okay, well done everyone, good job. Những bạn nào chọn hearing là rất là tốt nè. Các bạn hiểu được ý của câu hỏi, muốn hỏi là gì nè. Okay, good job guys, well done. Như vậy là hôm nay là cô nghĩ các bạn làm xong bài này và nghe sửa bài là các bạn đã có thể tự tin là mình dùng được những cái từ chỉ về giác quan như vậy rồi đó, những cái động từ này rồi đó. Okay, good job guys, well done. So now there are some, let's do some more practice, okay? Bây giờ hôm nay thì mình sẽ làm thêm một số cái về cái những cái dạng làm bài tập. Okay, it's very easy. Những cái này thì rất là dễ thôi. Bây giờ mình có bài đầu tiên thì sẽ là ôm lại cái kiến thức. Oh, not this one. Sorry. I think it's this one. Mình sẽ ôm lại những cái kiến thức trước. Sau đấy thì mình sẽ làm cái dạng mà thực tập. Mm-hmm. This is a video. So there will be questions after each one. There will be some questions right here. Các bạn phải xem và theo dõi. Sau đấy thì mình sẽ trả lời những cái câu hỏi này. Mm-hmm. I will invite some friends, okay? Cô sẽ mời một vài bạn để trả lời cho cô những cái câu hỏi đấy. Okay. This one. Please wait me. Hello, friends.
You might be wondering what I was doing in that hole. Well, that is one of my usual trips to find. You guys remember this clip? This was the same person in the which clip? You guys remember the clip about Halloween? Các bạn còn nhớ, cô có từng cho các bạn coi cái clip về Halloween á, là cũng là cái clip về cái người này nè, Doctor. À, về Doctor này nè. Something new. And guess what I found today? Ta-da! This is the bag of five senses. Okay, the first one. Easy, right? Easy. Now, Thảo, help me choose the answer. Which one? Which one is the answer, Thảo? It's five. Five. Okay, let's see. Is it five? Good job, Thảo. Thank you so much. It's five. Well done, Thảo. Well done. It's five. Đúng rồi. Có five senses. Good job. Come, let's see what's inside. Zoom in. Whoa. These are the five senses. Sense of sight, sense of hearing, sense of smell, sense of taste, and sense of touch. Okay, now do this one for me. Phương, please help me. Is this correct? Tap and correct the wrong word. So there is one wrong word, right? Which one is wrong? Which sense is wrong, Phương? This is eyes. Which one? Which one is wrong? Cái nào bị sai nè? Con thấy là từ ở đây người ta kể ra là our five senses are năm cái giác quan của mình là đó, người ta kể ra như vậy. Như vậy là có một từ trong đây bị sai nè, Phương chọn từ nào? Which one? Which one is wrong? Cái nào là bị sai nè, không phải là nằm trong năm cái giác quan mà vừa nói tới nè. Which one? Is sleep. Sleep? You mean this one, right? Yes. Okay, so please correct that word. Như vậy thì ở đây cái nào bị thiếu, Phương? Cái nào là bị thiếu nè? Which one? Con phải thay chữ sleep này thành cái giác quan nào? Con xem thử coi giác quan nào bị thiếu nè. Which one? Which one is missing? I'm gonna call it look. Look? Okay, let's see. Is it look? It's not look, okay Phương, it's not the sense. Look là hành động của cái sight. Phương nhớ nè, sight là giác quan của mình đúng không? Thì trong cái sight mình có nhiều hành động khác nhau, có see, có look, có watch. Thì look nó chỉ là một cái hành động thôi. Còn ở đây giác quan bị thiếu chính là giác quan các cái người vị giác đúng không? Mình có taste, nếm đồ nè, đó, taste, okay? Good job, well done. Now the next one. These are the eyes. They help you see. Yes, you're using them right now while looking at me. Okay, your eye helps you what? Như vậy là đôi mắt của mình sẽ giúp mình cái gì, Phúc Nguyên? Đôi mắt của mình sẽ giúp mình gì? Help you. Our eyes help we can see. Ah, see, okay, is it see? Good job, well done. Giúp mình nhìn được đúng không? Nhìn được. Yes, well done. Good job. Next up. Looking at me. Amazing, isn't it? Your eyes help you to see things. Just like how it will help us to see what's next. These are the ears. They help you hear. Do you hear that? Wonderful music, isn't it? Your ears help you hear. So whenever you hear beautiful things like birds chirping or a car blowing its horn, you know it's your sense of hearing. Okay, what helps you to hear? Lindsay, please help me with this one. What helps you to hear? What helps you hear? I hear music. Music? Remember what? Oh, no, no. Yeah, it's not music, right? What help you? Cái gì giúp Lindsay nghe được, đúng không? Thì cái đây chính là ears. Okay, yeah, tại vì mình nhầm lẫn một xíu chứ cô nghĩ là Lindsay biết câu trả lời đó. Okay, ears, right? Ears, tai thì giúp mình nghe được. Ha, tai thì giúp mình nghe được.
Ears help you hear the music, right? Tai thì giúp mình nghe được cái tiếng nhạc này, tiếng còi này, đó tất cả những cái loại tiếng động. Ok, good job, well done. Next one. Hearing. I smell something. Is it coming from the garbage bin outside? Garbage. This remember? Is your nose. It helps you smell different things. It could be something stinky like the garbage, or something delicious. Like a mug of hot chocolate. Hot chocolate. Okay, now what about this question? Tino, help me with this one, please. What scent helps you know if something is stinky? What scent? What scent helps you know if something is stinky? What is your answer, Tino? What is your answer? What is your answer? Hình như ở bên máy Tino là rất là lắc tắc cho nên là cô không nghe rõ được cái giọng của Tino. I cannot hear your voice. Can you speak louder? Tino nói to hơn cho cô nữa xem để cô nghe được cái giọng cái đáp án của Tino không nè. Can I, let's see. Can I hear the smell, right? You say smell, right? Uh-huh. I heard you say smell, right? Good job, Tino. It's smell. Well done. Smell. Okay, smell. Cái ở đây cái sense của mình là smell nè. Yes, good job, Tina. Well done. This is your tongue. It helps you taste different kinds of food. Tongue, right? Hey, that's a pizza. Yummy. Whether it's spicy. Spicy. You went. It means the chili, right? When you eat the chili, it's really spicy, right? Cái vị ở đây. Taste mình sẽ taste được cái vị thì ở đây mình có vị cay này from the chili right spicy or sour sour for like the lemon the lime the orange yeah those very sour chua vị chua okay sour sweet sweet for example chocolate candy sweets cake those they are sweet right. Bitter. Các bạn nhìn cái này các bạn biết là bitter ví dụ như là sô cô la mà kiểu phần trăm cacao nó cao hoặc là cà phê này hoặc là các bạn uống thuốc này vị của thuốc á hoặc là vị của khổ qua này đó vị đắng bitter ok mình có vị đắng. You know it all because of the sense of taste. Okay. What scent helps you know if something is spicy? What scent, Phương? What scent? What scent help you know if something is spicy? Spicy. I think it's taste. Taste? Good job, Phương. It's taste, yeah. Right? Ở đây bạn nào mà nghĩ là spicy, các bạn gọi pepper là sai, pepper là tiêu nè. Nhưng mà ở đây người ta đang hỏi là scent, cái scent nào? Nên mình phải trả lời được cái tên của cái scent đấy. And this is your skin. Skin. It helps you touch and feel things. Yeah, for mình, skin. When you touch clay and touch wood, do they feel different to you? Does the clay seem soft and smooth? Khi mà mình đụng vào đất sét thì tụi con thấy là nó mềm đúng không? Nhưng mà nếu mình đụng vào gỗ thì cảm giác sẽ khác đúng không? Đó, cái skin, cái da của mình nó tiếp xúc vào cái bề mặt đấy nó giúp mình phân biệt được cái cảm giác đúng không? Wood seems hard and rough. Your skin helps you know whether something is hot or cold, liquid or solid, soft or hard. Okay, what scent helps you know if something is soft? Harry, can you help me with this question? It's easy, right? Number 7 is easy. What sense? What sense? What is the touch. Name? Touch. Good job. Yes. Touch, right? Cái giác quan touch để giúp mình biết được cái gì mềm, cái gì cứng. Yes. Good job, Harry. Well done. Remember King Midas?
who was cursed that his touch would turn anything into gold. But don't worry, that's not gonna happen to you. Trivia time! Did you know that the snakes hear from their jawbones? And 80% of what humans experience as taste is actually smell. Okay, now match, right? For example, 1A, 1B, or 1D, So one friend will do all of them for me, okay? Basang, please help me with this one. Basang, number one, 1A, B, C, D. Taste, mouth. Yeah, taste, mouth and taste, right? Let's see how can we match. Okay, number two. Hands. Touch. Touch and hands, right? Yes. Number three? See, eyes. Yeah, see and eyes. And the last one will be? Smell, nose. Yeah, okay, good job. Ở đây thật ra cô không biết là mình phải match như thế nào đây. How can we match these? Yeah, but you have the correct answer. Okay, good job. Well done. You have the correct answer. Well done, everyone. Good job. See. Taste là with mouth nè, touch là với hands nè, see với eyes và smell với lại cái mũi của mình. Okay, good job, well done. Now I need to go back to that hole to find out something more for you. So this is me zooming out. Tune in next time for okay, some more. Okay, that is a very good one. Now we're gonna do one more. Okay, we're gonna do one more. I will invite some of your friends too. Okay. So for this one, you will watch the clip and then tell me what sense is she using or are they using. Watch carefully, okay, everybody? Watch carefully. Focus. Okay, who can help me? Bảo Khôi, please, can you help me? Which of the five senses is grandma using? Which one? Grandma đã dùng cái sense nào, Khôi? Grandma dùng cái sense nào? Dùng cái sense nào đâu? See. See? You don't have see here. Thigh. You don't have see. Thigh. Okay. Good job, not see, right? Sight. Yeah, because I asked about the sense. Well done, sight. Use the sight to look, guys, to look inside. Bà đang dùng cái sight của mình để nhìn vào bên trong, đúng không mọi người? Grandma is looking at the snack. Đó, các bạn thấy chữ look đã đi với chữ at, đúng không? Đấy, đó là một cách phân biệt để tụi con phân biệt với những cái từ khác. Nhìn vào, bà có chú ý và nhìn vào những cái snack này, đúng không? Mình có look at, okay? Look at. Good job, well done, Khôi. Which of the scent is grandma using? Lemon tea. Lemon tea. Help me. Which of the five senses? Yes. Which one? Touch. Okay, let's see. Is it touch? Good job. Well done. Thank you, lemon tea. Yes, well done. Yeah, it's touch, right? Yeah, grandma touches the buttons. Buttons là cái nút á, những cái nút để bà bấm vào những cái nút đúng không? Thì phải dùng tay của mình đúng không? Touches the button. Ở đây là, tại vì đây là câu á thì hiện tại đơn nên tụi con phải chia thì này, chữ touch phải chia thì. Thế là thêm ES cho cô. Okay, good job. Touch the button, right? Bấm vào mấy cái... Huh?
which of the five senses? Strawberry, help me please. Which of the five senses? Cái câu hỏi nó sẽ đi liền với cái vừa xảy ra đó. Strawberry. Dạ, thưa cô là... Cái nào trong số 5 cái senses đâu? Strawberry. Which one? Sau khi mà bà cố gắng mà đập cái máy này, đập cái máy rồi cái gì xảy ra rồi bà làm cho bà hết hồn đó, bà làm cái gì, sự kiện gì xảy ra cho nên bà mới what is it, what is it, which sense? Dạ đưa cô là which sense, sense nào, strawberry, which one? Dạ là hear cô. Hear, okay, are you hearing, right? That's it, is it hearing? Good job, strawberry, well done, it's hearing, yeah. Here's the snack fall, right? À, bài sau khi mà bà cố gắng và đập cái máy đó thì cuối cùng cái snack nó cũng rơi xuống thì nó sẽ có cái tiếng động đúng không? Cho nên là grandma đã hear. Con thấy ở đây là chữ hear đó, bởi vì con tình cờ con nghe được cái tiếng đấy. À, không có chủ đích nghe mà tình cờ mình nghe được cái tiếng nó đập xuống. Đó, cho nên bà mới biết là bà thành công rồi đó đúng không? Yes, good job. Hearing. À, you hear the snack. Okay, now this one is easy, right? I think this is one of the easiest one. Ngọc Chi, can you help me? The grandma, I hear smell. Smell? Yeah, I hear. Yeah, I don't think smell. She took out the snack, right? And she wants to. I don't think she wants to smell the snack. Uh-huh. She's about to taste, or you can say eat. Uh-huh. Grandma lấy ra cái bánh, cô không nghĩ là grandma lấy ra để ngửi đâu, mà là mua cái bánh thì để ăn đúng không mọi người? Cho nên là grandma sẽ eat, có nghĩa là sẽ nếm, sẽ ăn cái bánh đấy. Okay. You eat the one, huh? Okay, what is grandma doing? Hoàng Giang Nguyễn, please help me. What is grandma doing? What is grandma doing? Can you help me? Ở đây người ta đã cho mình sẵn rồi, mình chỉ cần điền cái động từ. She is what? Ở đây con thấy là có chữ at, có cái chữ at nè, mình có cái chữ at nè. Như vậy ở đây mình sẽ dùng cái gì? Mình sẽ dùng cái gì? She look at. À, look ở đây là đúng chưa? Ok, đây là đáp án của Hoàng Giang đúng không? Yes. Remember, looking. Hoàng Giang nhớ cho cô này. Ở đây mình có là what is grandma doing? Bà đang làm gì vậy? Trong thời điểm hiện tại, bà đang làm gì vậy? Thì các con phải dùng là hiện tại tiếp diễn, là động từ của mình phải thêm in cho cô. Nên là looking at the paper. Đang nhìn vào cái newspaper, nhìn vào tờ báo á. Ok, looking at. She is looking at the paper. Ok. What is the guy doing? Okay, what is the guy doing? Dương Minh Châu, please help me. Dương Minh Châu, what is the guy doing? Và các con đọc kỹ cái câu này. At the grammar. Như vậy mình sẽ có cái gì ở đây? At the grammar. Châu chọn đáp án của mình sẽ là gì? Look. Okay, is this the correct answer? Châu, đây là đáp án của Châu đúng chưa? Yes. Châu chắc chắn với đáp án này chưa? Con có thấy là mình phải thêm cái gì nữa không? Hồi nãy câu kia là cô vừa mới nói đó, mình phải thêm cái gì vào đó Châu? Looking. Thêm... Đúng rồi, looking, bởi vì đang nhìn đúng không? Looking at the grandma, đang nhìn bà đúng không? Yes, good job. What does the guy do now?
Okay, Hung, please, can you help me? What does the guy do now? What does the guy do now? Can you turn on your mic? Hung có nhìn thấy cái nút màu xanh có cái chữ unmute không? Hung bấm lại cho cô cái nút đấy nha. Hung nhìn thấy cái nút màu xanh chưa? Có cái chữ unmute chưa? Hung bấm vào cho cô nha. Can you turn on your sound? Đây, có cái chữ này nè. Hung bấm vào cái nút có chữ này cho cô nè. Okay, yes, yes. What is the answer, Hung? What is the answer? Làm gì với cái váy của bà? Grandma's skirt là làm gì với cái váy của bà? Con biết không? Làm gì với cái váy của bà? Làm gì con biết không? Lấy đồ ăn. À, lấy đồ ăn là lấy ra từ váy. Nhưng mà ở đây là sau khi lấy xong là cái ăn này có hành động gì với cái váy của bà đó? Phủi. Hành động gì? Phủi. À, như vậy hơn biết phủi hay là đụng vào mình có từ gì? Từ gì? What is the word in English? Do you know? What word? What word? Okay, let me invite one more friend to help you, okay? Let me invite Diệu Linh, please. Diệu Linh, can you help your friends? What word should we use here? Theo Linh thì ở đây con dùng từ nào? Hoàng Diệu Linh, what word should we use here? This one is a little bit hard, right? Ah, okay, I can see the answers in the chat box a lot. So a lot of you guys say touch, right? Touch. Các bạn điền từ touch đúng không? Bây giờ các bạn coi thử đáp án của mình. Is it touch? Không thể là touching được, chính xác. Không thể là touching, nhưng mà sẽ là cái gì đây? À, không phải là touch it, touching, nhưng mà phải là touches. Mọi người nhớ nha, bởi vì sao? Mình có đây là câu ở thì hiện tại đơn này. What does the guy do now? Thì ở đây người ta dùng thì hiện tại đơn để hỏi mình, cho nên là mình cũng dùng thì hiện tại đơn để trả lời. Thì cái chữ touch là từ động từ nguyên mẫu thôi, nhưng mà động chủ ngữ của mình là he, cho nên là tụi con phải thêm gì? Thêm es vào cái từ đấy, thêm es vào cái động từ đó. À, cho nên là không thể nào là touching, nhưng cũng không thể là touch được, phải là touches. Touches, okay? Phải là touches, phải thêm cho cô es vào khi động từ cho cô, bởi vì chủ ngữ của mình là he. Okay, guys. What is the guy doing now? I think this one is easy, right? This one is easy, right? Phương Trinh, can you help me? What is the guy doing now? Cái anh chàng này bây giờ đang làm gì? To music. Mình có cái chữ to music nè. To music thì ở đây con điền từ gì đây? Con nên điền từ nào đây? To music. To music. Can you turn on your sound? So if you cannot turn on the sound, what about the others? Let me find... Hoàng Anh, Vũ Nguyễn Hoàng Anh, can you help me? What is he doing? What is the guy doing? What is the guy doing? What about Tiêu Khanh, please? Tiêu Khanh, can you help me? What is the guy doing? He is listening to music. Ah, listening, right? So that is the correct answer. Well done. Good job listening. Yeah, listening. Good job. Well done. Okay, which of the five cents is the guy doing using? Yes, can you help me? Can you help me?
He touch. He touch. That's it. Is it touch? Yes. Ah, it smell. Uh-huh. Yeah. Thật ra câu này nó hơi khó bởi vì câu này người ta không có hỏi cái xảy ra mà nó hỏi cái như là sau đó đúng không? Là bóc lên để ngửi. Nên là câu này thật ra hơi khó. Touch. I think touch is a good answer. Thật ra cô nghĩ touch là đáp án chính xác hơn đó bởi vì cái smell này nó nằm ở sau cái video của mình đúng không? Good job guys. Well done for today. Các bạn đã bắt đầu phân biệt được và nhận ra được những cái sense đó. Good job guys. So there's still one more. Cô có một cái bài nữa là để nghe được tiếng Anh. Các bạn sẽ nghe cái bài gì? Actually, it's not now. We don't do it right now. We're gonna do it next week. Okay, the next week. We don't have time. It's 9 p.m. right now. So we're gonna do this one next week. You will have to listen to the sound and guess what sound is it. Các bạn sẽ nghe những cái âm thanh sau đây đoán thử xem cái âm thanh đấy là âm thanh của cái gì. It's kind of easy, cô nghĩ không quá khó đâu. Nhưng mà mình phải biết được cái âm thanh đấy trong tiếng Anh là gì thì mình mới đoán ra được, đúng không? Okay, so that's next week, right? We're gonna do this one. Remember guys, we're not going to study on Saturday anymore. Các bạn nhớ nha, là mình sẽ không còn có ca học vào thứ bảy nữa, mà mình chỉ còn học có hai ngày một tuần thôi. Hai ngày một tuần là thứ hai với thứ tư. Thứ hai thì tụi con vào trễ khoảng 10 phút, khoảng 8 giờ 10 mình mới bắt đầu lớp, và sau đấy thứ tư giống như hôm nay mình học bình thường là 8 giờ đến 9 giờ. Còn hôm thứ hai do cô có bận một xíu nên là các bạn vào trễ một xíu nha. 8 giờ 10 thì mình sẽ bắt đầu lớp. Okay? So I'll see you guys next week, okay? I will send you guys the homework later. Có gì thì cô sẽ gửi cho các bạn bài tập để làm sau. Okay. Good job for today's class. Cô đấy là các bạn hôm nay làm bài rất là tốt nè. Cô mời bạn nào cũng sẵn sàng trả lời câu hỏi của cô hết. Well done everybody. Good job. I hope the other days we can do like this, can do this well, okay? Good job, everyone. Now, I will let you guys say goodbye to your friends. And then we'll see each other next week, okay? We're gonna see each other next week. Bye-bye, everyone. See you next week. Goodbye. Yeah. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Bye-bye, guys. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Okay. Bye-bye. Bye-bye, teacher. Goodbye.